Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Wiki, một là mẫu xe đạp full carbon và được chạy một bộ cấu hình cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano. Về dòng địa hình là đồ SLX, bộ phanh dầu của Shimano, giảm sóc hơi, bánh 27.5, toàn bộ phần khung thì như các bác thấy, toàn bộ phần khung là carbon. Wiki, thương hiệu khá là nổi tiếng của châu Âu. Full carbon rất là đẹp, thiết kế khung cực kỳ là vững chắc và hầm hố. Được trang bị bộ đề SLX, như các bác chơi xe thì cũng đã biết được là cái bộ SLX này nó gần như là cao cấp, gần như cao cấp nhất của dòng Shimano về xe địa hình. Và những chiếc MTB đời mới hiện nay thì họ sẽ giảm đi những cái tầng đĩa, là họ chỉ chơi một tầng đĩa, và những cái tầng lip đây sẽ sử dụng những cái tầng lip to. Chiếc xe nó sẽ đẹp lên rất là nhiều. Họ sẽ tối giản đi những cái tầng đĩa này và chỉ để lại một đĩa. Khung rất là đẹp, khung Wiki. Bánh 27.5 inch, mayu là bi vòng cuối lỗ. Bộ mayu của Foxjet rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy bộ mayu cực kỳ đẹp ở đây. Mayu cũng là mayu carbon. Hãng Foxjet này cũng là một hãng phụ tùng cực kỳ nổi tiếng ở lĩnh vực xe đạp các bác nhé. Họ sử dụng cái bộ vành và mayu cực kỳ là đẹp. Cốt yên cũng là carbon. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị một bộ ghi đông dài và cong, hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta đi đồi núi và tạo lên cho người sử dụng cái cảm giác lái cực kỳ là tốt với cái ghi đông dài như này. Bộ phanh dầu UZ rất là nhạy. Và bộ tay bấm đề sau Shimano SLX. Này có cái khóa hành trình giảm sóc ở bên này, cực kỳ tiện lợi. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, chưa khóa cọc yên với tâm cổ phốt là 57 cm. Chiếc xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 73-74.